Ok anh trai nha, em đợi anh nha. Đẹp lắm anh ơi. Em muốn tại thì bên em i10 còn tới 4 xe anh em, gọi lựa xe này mình mới vừa về thôi. Mình có bản đủ nè, bản thiếu nè, rồi mình có sedan dài nữa, sedan dài ngoài kia nữa anh em ha. Đó, i10 bản đủ thì mình để anh em mình 215 triệu mình có 2 xe, bản thiếu 169 triệu mình có 2 xe luôn. Anh em qua lựa, lái thử, chạy thử vô tư anh chị nha. Có xem là sẽ có bớt xe hơi dơ, mình mới về mình chưa có rửa. Lên liền cho anh em mình xem để cho nó nóng nè. Túp lô túp ly dàn ghế nè, đẹp lắm anh chị nha. Dòng này được cái chạy nó sướng, giá nó rẻ anh chị nha. Có 160 mấy triệu là có xe đi 5 người ngồi rồi. Bao xài anh chị nha, full đồ chơi thôi, đầy đủ hết rồi. Anh em mua về sẵn đi bảo dưỡng bảo hành ok hết rồi. Màn hình đầy đủ, vô lăng còn rất là mới nè anh chị nha. Đó, bán ra bảo hành máy móc cho anh em mình chạy 3 tháng vô tư anh chị nha. Bao xài bao chạy, bao chén bao quay đầu, hỗ trợ giao lưu và cho đổi và có cho góp và có cho nợ luôn. Anh em liên hệ cho em qua số 0866 678971 để gặp nhân nha anh em nha. Cảm ơn anh em mình nhiều nha.